ty chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng của thị trường chứng khoán đều ghi nhận những con số cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ số VN Index tăng 48%, thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối ngoại mua dòng gần 26.000 tỷ đồng, tương đương mức mua dòng 10 năm trước cộng lại. Thị trường chứng khoán phái sinh được đưa vào vận hành và nhanh chóng thu hút công chúng đầu tư, thanh khoản cũng ngày càng gia tăng, có thời điểm giá trị giao dịch vượt trên 1.600 tỷ đồng một phiên. Theo nhận định chung của giới phân tích, thị trường chứng khoán còn nhiều triển vọng để phát triển trong tương lai. Vậy đâu là động lực tăng trưởng cho thị trường chứng khoán trong năm 2018? Chứng khoán cuối tuần này sẽ đi tìm câu trả lời cho vấn đề này. Thưa quý vị, niềm tin là yếu tố quyết định để nền kinh tế, thị trường chứng khoán phát triển, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thêm động lực. Với những diễn biến của thị trường chứng khoán trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, có thể thấy niềm tin của giới đầu tư đã quay trở lại. Ngay từ những phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Nguyên đán, niềm vui và sự hứng khởi của các nhà đầu tư thể hiện rõ trên các sàn giao dịch. Có rất nhiều nhà đầu tư mới mạnh dạn mở tài khoản giao dịch. Nhà đầu tư này là một ví dụ, nghe đến chứng khoán đã lâu nhưng nay mới mạnh dạn đầu tư. Mình nghe tên chứng khoán cũng đã lâu rồi và cũng đã từng tham gia vào một số cái giao dịch liên quan đến vàng và gửi tiết kiệm, nhưng mà thấy cũng không hiệu quả, thì bây giờ cũng muốn tìm hiểu về một kênh đầu tư mới để có thể là đầu tư cho tương lai. Qua một năm chứng khoán thì cũng thu được một chút lợi nhuận và cũng rất là tự tin vào năm 2018, cũng tin vào thị trường, cũng có rất nhiều tiềm năng để những nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc là những nhà đầu tư lớn để khai thác. Đầu đã tăng 50%, tăng rất là bền vững, đến từ nhiều yếu tố tăng trưởng của nền kinh tế trong nước lẫn nhà đầu tư nước ngoài đầu tư năm vừa rồi rất mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam ạ. Những con số tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán trong năm qua đi kèm với những yếu tố mang tính bền vững, cụ thể kinh tế vĩ mô ổn định tạo điều kiện tốt cho hệ thống doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Bước sang năm 2018, kinh tế vĩ mô được dự báo tiếp tục ổn định, đóng vai trò nền tảng hỗ trợ cho thị trường chứng khoán phát triển. Các chỉ tiêu trọng yếu trong năm 2018 sẽ vẫn vận động theo hướng tích cực, tăng trưởng GDP có thể đạt mức cao trên 6,7%, lạm phát trong tầm kiểm soát, lãi suất ổn định tương đương với mức của năm 2017, tăng trưởng tín dụng cao hướng tới mục tiêu 18-20% cả năm. Kinh tế vĩ mô của chúng ta rất là tốt, GDP tăng trưởng, nền tảng lãi suất thấp, lạm phát ok. Tuy nhiên, phải nói là sau năm 2017 mà thị trường đã tăng trưởng một cách vượt bậc thì chúng ta cũng nhìn nhận là cái xu thế trong năm 2018 là nhà đầu tư sẽ có mong muốn chốt lời nhiều hơn, kỳ vọng ngắn hạn hơn. Thì tôi đánh giá năm 2018 vẫn là một năm rất là tốt của thị trường chứng khoán, thanh khoản sẽ rất tốt. Với một cái xu thế dòng tiền của nước ngoài vào Việt Nam vẫn sẽ rất là mạnh, bởi vì chúng ta đang kỳ vọng một cái sự nâng hạ của thị trường khi mà rất là nhiều những doanh nghiệp nhà nước được IPO và niêm yết trên thị trường. Còn đối với nội tại thị trường chứng khoán, hàng loạt chính sách đã được ban hành nhằm tháo gỡ những rào cản trên thị trường như mở room cho nhà đầu tư nước ngoài, gỡ bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh, hoàn thiện các sản phẩm mới như thị trường chứng khoán phái sinh chứng quyền có bảo đảm, mở các quy định giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, chuẩn hóa quy định công bố thông tin bằng tiếng Anh để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thông tin về doanh nghiệp. Theo đánh giá, các yếu tố quan trọng hỗ trợ thị trường chứng khoán trong năm 2017 sẽ vẫn phát huy vai trò trong năm 2018. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2018 được nhiều chuyên gia dự báo là có triển vọng tích cực bởi họ cho rằng thị trường được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố từ vĩ mô đến các chính sách của chính phủ. Bên cạnh đó, dù định giá của thị trường chứng khoán không còn rẻ nhưng vẫn đủ sức để hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi để hiểu rõ hơn về những động lực tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong năm 2018. Tăng trưởng GDP của Việt Nam đã đạt 6,81% trong năm 2017. Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng GDP của năm 2018 là 6,7%. Mục tiêu này cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Đây cũng là nền tảng giúp thị trường chứng khoán phát triển. Kinh tế Việt Nam chúng ta năm nay vẫn được dự báo là tăng trưởng ở mức tích cực cao như là chúng ta đã trao đổi. Ở cái mức là nó khoảng 6,5-6,7%, và rõ ràng đây là cái mức tương đối cao so với khu vực. Về mặt vĩ mô thì Việt Nam năm nay cũng có cái sự tương đồng như năm 2017. Chúng ta chắc chắn vẫn có thể duy trì được một cái
cái mức độ tăng trưởng kinh tế tương đối tốt. Đi đôi với đó thì cái lạm phát đang được dự báo sẽ được kiềm chế dưới 4% là một mức có thể là đạt được. Rồi tăng trưởng tín dụng dự kiến ở mức 18-20% như năm 2017. Các cái yếu tố liên quan đến tỷ giá, từ đầu năm đến nay chúng tôi nhận thấy là tỷ giá cũng rất ổn định. Rồi các cái yếu tố tăng trưởng về sản xuất công nghiệp, rồi tăng trưởng về tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ. Đấy, tất cả những yếu tố đó nó vẫn sẽ là những yếu tố sẽ hỗ trợ tích cực cho nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng tốt trong năm nay. Và qua đó thì cái xu hướng của thị trường chứng khoán Việt Nam dựa theo cái sự tích cực của nền kinh tế thì chúng tôi vẫn đánh giá là sẽ phát triển tích cực. Bên cạnh đó, chính phủ cùng các bộ ban ngành liên quan cũng đã ban hành những chủ trương, chính sách để hỗ trợ hơn nữa cho sự phát triển của thị trường. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc thúc đẩy cổ phần hóa, gắn niêm yết của các doanh nghiệp nhà nước lớn. Trên cơ sở đó, thị trường chứng khoán có thể đón nhận nhiều hàng hóa chất lượng hơn, từ đó thu hút sự tham gia của dòng vốn ngoại. Cái quá trình mà cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là có thể là lên đến đỉnh điểm với rất nhiều doanh nghiệp mà vốn hóa lớn nhất từ trước đến nay được là IPO, rồi là đầu tiên là đăng ký giao dịch trên Upcom và sau đấy chuyển sàn niêm yết. Đến thời điểm này, cái chính sách cổ phần hóa của Việt Nam ấy nó đã tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho nhà đầu tư nước ngoài để tham gia thị trường. Thứ hai nữa là quy mô của các đợt bán vốn nó đủ lớn để tạo nên cái sự hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài. Và cái thứ ba ở đây ấy là tài sản được đem ra bán, cụ thể là cổ phần của các doanh nghiệp được đem ra bán trong cái đợt thoái vốn từ năm 2017 đến 2020, phần lớn là những doanh nghiệp rất tốt. Tính đến cuối năm 2017, mức định giá P/E của thị trường chứng khoán Việt Nam là 19,3 lần. Mức này cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đã không còn rẻ nữa. Mức định giá này được cho là phản ánh đầy đủ mức P/E của các cổ phiếu Blue Chip. Thế nhưng, trong rổ các cổ phiếu cũng còn rất nhiều mã có P/E thấp và còn khả năng tăng trưởng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, mức định giá này vẫn thấp hơn so với các nước trong khu vực như Indonesia hay Philippines. Diễn biến này cho thấy cơ hội tăng giá của thị trường Việt Nam vẫn còn rất lớn và có thể thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ còn đắt hơn nữa. Cái P/E của các cái nhóm Blue Chip thứ hai và cái nhóm Mid Cap theo quan sát của tôi hiện nay nó chỉ ở mức tầm 10 đến 12 lần. Trong khi đó nhóm Blue Chip tầm cao, nhóm Blue Chip có vốn hóa lớn nhất và có mức tăng giá nhiều nhất trong thời gian vừa qua thì mức P/E trung bình của nó đã hơn 30 lần. Thì rõ ràng là đã có những cái câu chuyện phân hóa giữa các nhóm với nhau. Và tổng hòa chung cả của thị trường chứng khoán thì P/E của Việt Nam hiện nay ở mức 18-19 lần cũng chưa phải là cao lắm. Và do đó thì chúng tôi cho rằng là cái câu chuyện hấp dẫn của thị trường Việt Nam năm nay vẫn là một cái hình ảnh sáng tại châu Á. Cái mức P/E hiện tại quanh 19 là phù hợp với những yếu tố tăng trưởng trong năm 2017 cũng như là kỳ vọng 2018. Và hơn bên cạnh đó thì so sánh với những cái thị trường khu vực như là Thái Lan, Philippines hay Indonesia thì cái P/E của chúng ta vẫn còn đang thấp hơn một chút. Chúng tôi nghĩ rằng là cái mức P/E hiện tại là hợp lý cho năm 2020, cho những tháng đầu năm 2018. Bên cạnh các yếu tố kể trên, vẫn còn một yếu tố quan trọng nữa, đó là tâm lý của nhà đầu tư. Sự phát triển bứt phá của thị trường chứng khoán trong năm 2017 cho thấy niềm tin và mức độ quan tâm của nhà đầu tư tới thị trường đã thay đổi rất nhiều so với thời gian trước đó. Đây sẽ là một yếu tố quan trọng giúp thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm 2018 và cả những năm tiếp theo. Còn về ngắn hạn hơn thì VN Index đã tăng trưởng 14% trong 2 tháng đầu năm và trở thành chỉ số chứng khoán có màn biểu diễn ấn tượng nhất thế giới. Trong bối cảnh chỉ số này biến động mạnh và cách mức đỉnh lịch sử năm 2007 không còn xa, vấn đề được các thành viên thị trường quan tâm chính là liệu VN Index có thể vượt đỉnh ngay trong tháng 3. Thị trường chứng khoán sẽ diễn biến theo chiều hướng nào trong năm nay, ghi nhận của các thành viên thị trường chứng khoán. Thị trường trong giai đoạn hiện tại thì đang có xu hướng giằng co rất là mạnh, có những phiên tăng, phiên giảm xen kẽ với biên độ rất là lớn và gây ra những rủi ro ngắn hạn cho nhà đầu tư. Thì cái phần này là một phần là xuất phát từ cái vùng đỉnh lịch sử của chỉ số VN Index ở quanh ngưỡng khoảng 1.150-1.160 điểm, và cái định giá của thị trường hiện tại thì cũng tương đối là cao với mặt bằng PE khoảng trên dưới 20 lần.
và nó cũng gây ra một cái hiệu ứng kỹ thuật nhất định cho thị trường. Thì chúng tôi nghĩ rằng là trong tháng 3 này thì thị trường cũng có một số những cái yếu tố có thể tác động tiêu cực. Chúng ta có thể đến là cái khả năng tăng lãi suất của Fed ở cuộc họp tháng 3 này, cũng như là cái việc các quỹ ETF đợt này có thể là họ sẽ bán ra khá nhiều cổ phiếu để cân bằng danh mục sau khi họ đã cho VRE vào trong cái rổ chỉ số của mình. Đó là cái lý do khiến chúng tôi kỳ vọng rằng là thị trường có thể sẽ có xu hướng điều chỉnh trong khoảng trung tuần tháng 3, và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại cái ngưỡng khoảng 1.000 điểm. Về xu hướng của thị trường chứng khoán trong thời gian tới thì chúng ta cần phải nhận định là năm 2018 là vẫn là một cái năm khởi sắc của thị trường chứng khoán Việt Nam, bởi vì là thị trường được hỗ trợ bởi rất nhiều những cái yếu tố kể cả về mặt vĩ mô lẫn vi mô. Về mặt vĩ mô thì chúng ta có thể thấy là cái tăng trưởng GDP năm 2017 đạt ở mức kết quả rất là cao, rất là khả quan, 6,81%, và dự kiến năm 2018 thì cái đà tăng trưởng đấy vẫn sẽ được tiếp tục. Cái thứ hai là về mặt chính sách của chính phủ, thì với cái điều hành của nhà điều hành thì họ vẫn đang có định hướng là giảm lãi suất và cái nới lỏng cung tiền ở cái mức độ vừa phải là 16-18% đối với là M2 và tăng trưởng tín dụng. Thì quan điểm của tôi thì đây vẫn là cái mức hỗ trợ tốt cho thị trường chứng khoán. Bên cạnh đấy thì cái tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp cũng là một cái yếu tố hết sức quan trọng mà đã hỗ trợ thị trường chứng khoán trong năm 2017, và đây vẫn là cái yếu tố sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường cho năm 2018, đặc biệt là các cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ở những cái ngành hàng mà được hưởng lợi từ cái bối cảnh vĩ mô hiện tại, ví dụ như là hàng tiêu dùng hoặc là tài chính, trong đấy có thể kể đến là ngân hàng hay là chứng khoán hoặc là bất động sản và thép, vân vân. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng vào cái câu chuyện là được nâng hạng của MSCI của chứng khoán Việt Nam, thì đấy cũng là một cái động lực mà thu hút cái nhà đầu tư nước ngoài giải ngân vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm nay. Thì chúng ta nhìn nhận xuyên suốt năm 2018 thì cái triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là tích cực. Chúng tôi nhận thấy rằng là cái xu hướng của thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn vẫn là một cái xu hướng tăng trưởng, và các cái sự biến động giá cổ phiếu hay là thanh khoản thị trường chúng tôi cho rằng nó vẫn đang ở cái mức tương đối tốt so với cái năm 2017. Còn trong cái xu hướng ngắn hạn hơn là hiện nay thì thị trường đang có một cái sự thử thách tại vùng đỉnh 1.130 điểm, và trong 2 tuần trở lại đây thì thị trường vẫn chưa vượt qua được cái vùng đỉnh này. Và chúng tôi nhận thấy rằng trong ngắn hạn thì áp lực bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài cũng đang là một trong những cái yếu tố kìm hãm cái đà tăng của thị trường. Ngoài ra thì những cái sự thận trọng của về mặt tâm lý của các nhà đầu tư khi mà trong vòng 2 tuần tới thì các quỹ ETF sẽ cơ cấu danh mục và thực hiện bán ra tương đối nhiều các cái cổ phiếu blue chip trong danh mục của họ. Bên cạnh đó thì trung tuần tháng 3, có nghĩa là rơi vào ngày từ 20 đến 21 tháng 3 thì Fed sẽ tăng lãi suất. Và các yếu tố đó nó cũng đang khiến cho các cái thị trường thế giới gặp rất nhiều khó khăn trong ngắn hạn. Và tổng hòa tất cả những yếu tố đó, chúng tôi nhận thấy rằng là trong ngắn hạn thị trường Việt Nam đang có một cái tín hiệu là điều chỉnh và tích lũy. Còn trong trung và dài hạn, xu hướng của thị trường chúng tôi vẫn cho rằng là thị trường đang nằm trong một cái xu hướng tăng trưởng tích cực. Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang trong xu hướng tăng trưởng trong dài hạn. Mặc dù vậy, tôi nghĩ rằng trong 2018 sẽ có một số đợt điều chỉnh, có thể là đi ngang, có thể là điều chỉnh nhẹ, do thị trường của chúng ta đã tăng trưởng được hơn 2 năm rồi. Ngành ngân hàng vẫn sẽ là ngành dẫn dắt thị trường, do các yếu tố cơ bản của ngành ấy vẫn rất là tốt, hưởng lợi trực tiếp từ nền kinh tế và mặt bằng lãi suất thấp. Đồng thời với việc các cổ phiếu ngân hàng đang chịu áp lực tăng vốn để đáp ứng nhu cầu Basel II, cũng như việc nhiều ngân hàng sẽ tiến hành niêm yết trong năm 2018 sắp tới đây. Và do vậy, tỷ trọng ảnh hưởng của cổ phiếu ngành ngân hàng lên index và thị trường nói chung sẽ tiếp tục sẽ tăng mạnh hơn nữa. Mặc dù thế giới thì có thể diễn biến thế nào, nhưng mà nhìn về dòng vốn của các nhà đầu tư nước ngoài thì vẫn có xu hướng đi vào các thị trường mới nổi. Các thị trường mới nổi ở châu Á là một điển hình rất là rõ. Mặc dù là dòng vốn bị rút ra khỏi thị trường chứng khoán Mỹ, cụ thể là các quỹ đầu tư cổ phiếu Mỹ rất lớn, nhưng mà các thị trường khác trên thế giới, kể cả thị trường Nhật, thị trường Trung Quốc hay thị trường ở vùng châu Á như Thái Lan hay Việt Nam, chúng ta vẫn tiếp tục có dòng vốn đổ vào. Điều đấy cho thấy là mặc dù nhìn tổng thể chung thì có vẻ như là nhà đầu tư đang lo ngại người ta rút vốn, nhưng mà nhìn cụ thể từng thị trường và từng cơ hội đầu tư một thì chúng ta có thể thấy là chúng ta vẫn có những cơ hội để đầu tư, và các nhà đầu tư nước ngoài người ta vẫn có cái nhìn rất là chọn lọc với tùy cái thị trường trên thế giới. Và điều đặc biệt là Việt Nam chúng ta vẫn là một cái thị trường khá là được ưu tiên và được chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài, bởi vì thị trường chứng khoán Việt Nam có những câu chuyện rất riêng biệt của thị trường chứng khoán Việt Nam. Có thể kể ra như là kinh tế chúng ta có tăng trưởng tốt, câu chuyện nâng hạng của thị trường chứng khoán, và một câu chuyện nữa đấy là cái tăng trưởng của các doanh nghiệp niêm yết và làn sóng IPO cổ phần hóa đang rất rõ rệt.
và đây là cái sức hút của thị trường chứng khoán Việt Nam rất khác biệt so với các thị trường mới nổi khác trên thế giới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.